Thêm một chiếc xe mới về tại showroom ô tô Hiền Kim, một chiếc Hyundai Accent số tự động bản 1.4 và sản xuất 2022. Chiếc xe này cực kỳ mới luôn các bác ạ, và hiện tại xe mới đi có 8.000 cây số thôi. Toàn bộ thân vỏ, nội thất, lốp lát tất cả còn nguyên bản theo xe và sơn zin khoảng tầm 97-98%. Và các bác anh các chị quan tâm chiếc Hyundai Accent này thì có thể đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi cho em qua số hotline 0978607555. Bây giờ kính mời các anh các chị các bác cùng xem chi tiết vòng quanh của chiếc Hyundai Accent. Chiếc xe này thì được chủ người ta cũng khá là chịu chi và đầu tư phía sau là một cái đuôi cánh gió này. Cái này thì đua đôi ở phía sau. Cái này thì các bác mình có thể để hoặc tháo ra thì tùy ý thích của mình thôi. Mình thích thì mình dùng, mà mình không thích thì mình để. Em quay chi tiết về phần sau cho các bác nhé. Con này có cảm biến ở phía sau rồi. Đấy, độ cũng rất là đẹp. Xem luôn cho em cái phần khoang cốp để đồ hành lý và tất cả những cái ốc cốp này. Chỉ cốp còn nguyên nhé. Đây, em quay chậm để các bác nhìn được ở xa, có thể nhìn qua video để các bác biết là xe đẹp như thế nào. Thực ra là nhiều khi các bác có thể nhìn trên video ở xa thì các bác có thể nhìn ra qua video. Nếu cần chi tiết hơn thì mọi người có thể nhắn tin bảo là em chụp cho anh những cái vị trí này, vị trí kia thì bọn em sẽ gửi cho anh đầy đủ. Đây là chiếc Hyundai Accent. Tất cả những cái ốc rồi nút đấn cao su, lốp dự phòng còn nguyên bản và chưa một lần sử dụng. Con này thì mới đi có 8.000 thôi, con này còn chưa chạy hết rốt đa. Em sẽ di chuyển sang các cánh này. Đây là cánh lái này, cánh bên lái này, chỉ cánh bên lái các bác nhìn luôn giúp em. Đó. Đẹp hay không là các bác nhìn như này các bác cũng biết được nhá, nguyên bản. Những cái dưới thì còn ni lông còn bọc. Xe tất cả những cái ốc cánh này. Các bác nhìn luôn ở xa, các bác nhìn luôn giúp em nhé. Con này bản 1.4 AT, chủ cũng đã lên ghế da rồi, có nghĩa là ghế da này cũng đã được chủ người ta đầu tư rồi. Với cái dòng AT này lúc xuất xưởng nó chỉ có ghế nỉ thôi, nhưng còn này lên đã lên ghế da đầy đủ hết rồi. Tập đi tập lôi như mới, có trang bị màn hình cam lùi, đề nổ thông minh start stop, vô lăng cần số, cân bằng điện. Và đây là cánh sau. Nội thất ở ghế sau, hàng ghế thứ hai này. Em quay khá là cận, chậm để mọi người có thể nhìn được từng chi tiết của chiếc xe. Cửa gió điều hòa phía sau, cái này có thể độc lập nhé. Thích thì chúng ta mở, không thích thì chúng ta có thể đóng vào. Em quay ở từ hàng ghế thứ hai nhìn lên ở phía trước. Với một chiếc xe như thế này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây. Bởi vì dòng Accent này thì nó là dòng xe phân khúc hạng B, nó cùng phân khúc với Vios, cùng phân khúc với City, cùng phân khúc với Mazda 2. Nhưng ưu điểm của cái dòng Hyundai Accent này là form dáng đẹp, chạy đầm, chạy khá là chắc. Đấy, và cũng rất là trẻ trung, phù hợp. Mà cái tầm tiền của nó cũng khá là hợp lý các bác ạ. Cứ tầm loanh quanh hơn 400 thì một chiếc xe số tự động 2022 này thì em nghĩ cũng rất là hợp lý. Đấy, đấy em quay toàn bộ tất cả 4 cánh, như cánh phụ, cánh lái, tất cả những cái chỉ cánh này. Từng ốc cánh các bác nhìn luôn nhé. Em đã di chuyển sang khoang động cơ. Con này thì động cơ 1.4 các bác ạ. Động cơ 1.4.
nguyên zin từng con ốc một. Đây, quay cho các bác nhìn luôn cái phần máy này. Đấy, từng ốc của chiếc ốc luôn, ốc máy này. Các bác nhìn nhá, còn mới kính con luôn. Xe mới đi 8.000 cây, thực sự là các bác cũng không có cái gì để bàn luận về chất xe cả, bởi vì bên em đã cam kết bảo hành, mà ngoài ra xe vẫn còn bảo hành hãng. Về chất lượng thì anh chị cứ yên tâm, bởi vì bọn em cho test thợ, test hãng thoải mái luôn. Và các bác đang có nhu cầu quan tâm chiếc Hyundai Accent này thì nhớ đăng ký follow kênh của em Hiền Kim để biết thêm chi tiết về xe.